Nè cạo tay truyền thống, độ hao dâm nó nhiều nè. Tao mua về vô đây nửa thân cây, còn khi mà áp khí thì nó sẽ rút lại, đỡ hao dâm hơn. Đây áp khí nó chỉ có tối như đây thôi, nó giảm hơn rất là nhiều đó. Từ cái củ cạo nửa cây nè, chuyển áp khí cạo có một chút xíu như đây thôi đó, và nó chỉ có tối như đây. Giảm được cái diện tích da cây rất là nhiều. Tổng kết một năm sử dụng thì em thấy sao về phương pháp này? Dạ, thì nó năm thì nó lại được mình được khoảng 30-40% độ hao dâm, còn sản lượng thì từ chi phí là chắc cũng ngang hoặc hơn truyền thống chút. Nói với năm đầu năm sau thì mình cái thì không còn đầu tư nữa, không còn đầu tư nữa, nó yes. Sẽ lại về kinh tế thôi. Vì năm nay thường mẫu tăng được bao nhiêu phần trăm sản lượng? Áp khí là năm nay là như thời điểm này là đối với gạo truyền thống là mẫu nó giảm 50%, còn mình thì vẫn còn giữ nguyên, coi như nếu mà tính trung bình là nó tăng trên 100%. Thì tăng gấp đôi lượng mẫu. Ủa em bơm khí bao nhiêu à? Bơm chắc tầm 60. Ủa bây giờ em lấy heo D3 hay D4 ta? D3. Là em bơm khí một lần lấy hai lần hay bơm khí một lần lấy ba lần? Một lần lấy hai lần. À, mũ đều hơn đúng không? Bơm 60 đều hơn. Là hôm nay bơm là ngày mai lấy mũ hay là 24 tiếng sau lần đầu. D3 lấy lần thứ hai là xong rồi bơm khí. Nếu mà bơm khí mà lần thứ ba vẫn được, nhưng mà cái mũ nó cắt cao hơn truyền thống á, mũ giảm nên mất công mình đi bơm khí rồi. Nếu mà như vậy thì lần bơm khí một lần lấy mũ hai lần thì lần thứ nhất lần thứ hai nó bằng nhau không? Dạ, thì bằng nhau lần thứ nhất, nhưng mà lần thứ nhất thì nó nhiều lâu hơn, lần thứ hai nó nhiều nhanh hơn, nhưng mà lượng mũ nó vẫn nhiều tương đương hoặc hơn lần thứ nhất nữa. Lần thứ hai. Còn lần thứ ba thì nó giảm. Cái thời gian lấy mũ của em là? Thời gian em thì lấy đầu giờ chiều hoặc tới tối một chút. Lấy mũ xong là đi ngủ rồi sáng dậy 7-8 giờ chút. Để đến mấy giờ thường nó đông? Chắc đông nó cũng phải từ 10 giờ trưa đúng không? 10 giờ đông mặt thôi. Còn mình 7-8 giờ chút là giờ không có đông. Nắng gió dữ lắm thì nó cũng không có đông, cận cận mà độ cũng 37 độ. Cái độ thấp chắc cũng không có đông. Ủa khi mà em chuyển qua có bao giờ em chuyển qua D4 không? Cũng có, cũng như mưa ha, những lúc bệnh không có bơm khí này kia thì cũng có D4. D4 thì cái sản lượng mũ nó tính quy về một tháng đi, nó có bằng D3 không? Hay là nó thua D3? Nếu mà D4 mà anh bơm khí cạo hai dao thì nó cũng tính ra cái độ nó tăng lên, tăng sản lượng thì nó cũng ngang nó giảm chút thôi, tính ra cũng đạt như cái D3.
Thì nói gì chuyển qua đơn 4 làm khỏe công hơn. Mình sao thử chuyển đơn 4 làm cũng như cùng mình cũng bơm bơm khí tăng lên miếng. Để có nhiều hai lần mình bơm. Để có nhiều vườn hay là chuyển qua đơn 4 làm thấy sản lượng quy khô nó cũng bằng đơn 3. Nó độ nó tăng hơn như hàm lượng tăng thì quy khô nó vẫn bằng D3 thì được cái tôi giảm công nhiều hơn. Thì D4 là do đầu tiên ngủ nhiều lắm. Vườn em là còn bao nhiêu cây là chưa áp dụng hay là cái này cũng như vườn tại đây thì 1.000 cây mới làm có 500 cây à, còn 500 cây. Vậy năm sau em có định áp dụng hết toàn vườn không? Năm sau thì tính lấy luôn cho khỏe. Cái này thì tháng mưa khỏe mình. Còn lúc cạo truyền thống mưa xong sáng lại cạo chút xíu mình nắng lên là đập đập mềm. Còn này nó lâu đập mềm sáng khô càng cạo. Nếu che mưa bằng cái kiểu giống kia anh nghĩ là chắc nó cũng không có khô, có đông mũi nhanh nhỉ, thì anh thấy nó cũng bọc bốn hướng xung quanh. Không có nước, không có axit, không có gió này. Nói chung là những vườn nào mà năm nay áp dụng, năm sau áp dụng tiếp đó, thì sẽ có khuyến mãi. Đó, sẽ có khuyến mãi một số cái. Này, năm nay bên đây nó ngừng mưa sớm, với nó không có mưa tới mùa cuối mùa. Chứ nồi cây này nếu mà mưa cuối mùa dớt dài cây Tết là vẫn bình thường. Hôm nay là ngày 22 tháng 1. Em định cạo tới ngày bao nhiêu? Cạo tới 28. Ở đây 28 là nghỉ gom, nghỉ đua 28 vô tư. Cái này thì cạo tới Tết. Mấy năm trước là qua Tết luôn. Nếu mà cái thời tiết mà cứ như vậy nè, đừng có mưa xuống á, là cạo tới Tết mà mưa xuống là đổ lá kìa đó. Sao không có bùng lá non là mình cạo được không? Mưa xuống đổ lá nhanh lắm. Vườn của em với mấy vườn xung quanh thì cái lá cây nó như thế nào? Cũng như nhau hay là sao? Nó có được thấy cũng như nhau mà truyền thống là nó còn cũng rụng, cũng truyền thống rụng trước, nhưng mà này nó cái là nó rụng không đồng loạt như thế này. Cái này không lại không rụng, nó rụng đồng loạt à. Cái vườn cũng còn xanh nhiều, sản lượng giờ là vẫn chưa giảm so với bình thường luôn. Chưa giảm giờ vẫn còn cạo được. Chạy về Tết có tiền Tết. Thank you.